Rồi các bạn, thì như là cá tôi là video ha, thì bây giờ mình sẽ test nhanh cho các bạn xem coi là cái lượng quay 4K 30 frame giữa cam sau và cam trước cho chiếc iPhone 13 Pro Max là như thế nào. Mình không có xài mic rồi nha, mình đang quay trực tiếp bằng cái mic trên cái máy luôn. Coi coi là nó sẽ thuần ra làm sao. Đó, mình đang có bằng bên Mai Nguyên. Mình đang test bằng mình đang quay nha, hiện tại lúc quay mình nó đang là quay bằng cam trước nè, quay 4K luôn, 30 frame. Đó, mình chỉ quay cam sau ha. Đó. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi bộ ra ngoài công viên. Mình quay thử coi là con này quay 4K chấm rung ngon hay không nha. Bây giờ đang là gần 11:30 trưa rồi các bạn. Đó. Không có xài cái bộ nha, đang gọi là quay tay đó. Không xài biết rồi luôn. Đó. Coi coi là nó chấm rung hoàn như thế nào. Rồi giờ ra công viên nha. Gần công ty. Giờ mình sẽ đi vào trong rồi rồi chụp hình quay phim như thế nào. Rồi mình đã vào công viên rồi ha. Trưa bạn vắng lắm. À, đang quay bằng cam sau ở góc 1x nè. Bây giờ mình sẽ chuyển vào góc siêu rộng thử nha. Đây, đây là góc siêu rộng. Đó, góc siêu rộng. Bây giờ mình chuyển sang lại 1x nè. Rồi, bây giờ 3x nha, 3x. Đây, đây là góc 3x. Đi bộ thử. Đi bộ thì mình thấy là nó cũng hơi rung. Chuyển lại 1x nè. Rồi, ok. Đó, 1x. Quay. Đi bộ nha. Rồi, đây là cam trước quay 4K bằng iPhone 13 Pro Max. Đó, quay cam trước bằng coi thử nha. Coi coi là nó đo sáng tốt hay không. Đó. Đây thì có mấy anh cô chú đang tập dục nữa. Đây. Thì mình thấy để xem thử coi là cái đo sáng của nó tốt hay không ha. Đây là có vài người tập dục nè. Đây. Đây. Đây thấy không nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy nha, xem nó coi là khi mình quay 4K bằng cam trước các bạn nó như thế nào nha. Mình đang quay 4K 30 frame nha. Rồi 1, 2, 3 chạy. Không xài gimbal nha. Rồi đó là về phần cam trước ha bạn ha. Rồi bây giờ đến rồi cái phần về cam sau, rồi mình sẽ chuyển qua góc siêu rộng mình quay. Rồi chạy nha. Chạy. Rồi giờ mình chuyển góc thường nè, góc thường. Rồi chạy. Đó. Thôi rồi. Thôi rồi. Thì hôm nay mình đã có một cái video mình test nhanh cho bạn xem ha. Quay thêm 4K 30 cam sau, cam trước, rồi góc siêu rộng zoom 3x, cũng như là chạy thử xem coi là cái giống luôn cho cái con iPhone 13 Pro Max nó như thế nào. Đấy, thì bạn thể kiểm tra thử ha. Thì nếu mà giữ được cái chiếc máy lâu hơn á thì mình sẽ làm những video nhiều hơn và kỹ hơn để cho bạn xem cho sắp tới. Rồi chào bạn.